Xin chào các bác ạ. Video tiếp theo này thì bọn em sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng máy, nổ máy. Anh hướng dẫn đi, vì vừa mình đổ xăng rồi đúng không? Thì bây giờ mình hướng dẫn lại các bác sẽ đổ xăng vào đây này. Đổ xăng vào đây. Đấy. Thứ hai là các bác sẽ đổ nhớt vào đây. Nhớt tiêu chuẩn của máy là 600ml. Đấy. Tương đương với một chai nhớt xe máy là 800ml, mình đổ 600ml thôi. Bây giờ dầu cầu thì là bên nhà máy đã đổ sẵn cho các bác rồi. Thì là bây giờ em sẽ giới thiệu các bác là nổ máy. Và trong này bên em đã đổ sẵn dầu động cơ và xăng rồi. Thì bây giờ là các bác bật công tắc lên này. Các bác cứ kéo le này. Đây là phần khóa xăng và mở xăng. Hiện tại thì em đang để chỗ này là mở xăng, còn bên này là khóa xăng. Chúng ta sẽ kéo le này và các bác giật thẳng người lên. Đấy, đây là phần ga của máy. Thì là máy mới nên là phần le rõ thôi. Cần xoay là 180 độ, 360 độ. Đây. Có thể xoay ngang, xoay dọc, xoay tròn. Xoay trái, xoay phải. Tùy theo cái địa hình các bác. Các bác đứng theo cái vị trí nào dễ làm nhất và thuận lợi nhất cho các bác thì các bác phải đứng. Không các phải. Các bác có thể là muốn cao thấp là mình sẽ chỉnh ở đây. Cao thấp theo tùy ý mình. Máy quá xịn luôn ạ. Động cơ 10 HP của Zikito. Có gì các bác liên hệ cho em tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.